Buổi trưa thế. Bây giờ cảnh khác hay sao? Vừa cái cảnh vườn không nhìn được. À ghê. Con này quá là ghê, đầu đàn rồi. Thằng chúa luôn ở đây. Nhảy xuống như thế nào? Sút rồi. Đường ngay đâu cũng đồng rồi đấy. Hình như nó rơi vào cảnh thì nó phải rơi lỏng. Xu đây, xu đây, xu đây.